lên. Nè, bay lên bờ nè. Rồi, tiếp con nữa nha cả nhà. Đó, lên. Tạp. Dép cả nhà ơi. Đây, bỏ hưng. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Cái này chắc cũng cỡ 6-7 kg quá. Rồi hello cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với kênh Hưng Năm Căn. Thì hôm nay Hưng tiếp tục đi câu cả nhà. Thì hôm nay thì nước nó cũng chảy mạnh ở ngoài sông rồi, nên bây giờ thì Hưng sẽ vô cái hồ câu nha cả nhà. Thì bữa nay thì Hưng đi cái đường Ngô Quang Thấm nha cả nhà. Thì phát hiện ra một cái hồ thì 100k một ngày. Cá thì cũng có cá cha với cá chép, với cá rô phi nữa. Đó, bữa nay thì mình câu ở điểm này nha. Cái bãi này thì nói chung là cái hồ này cũng rất là rộng nha cả nhà. Rồi để bữa nay thì mình sẽ review cái hồ này cho cả nhà xem. Thì đánh nguyên một ngày luôn 100k. Rồi để mình quay cho cả nhà xem cái hồ nha. Rồi đây là cái hồ nha cả nhà. Cái hồ này thì câu tôm với câu cá chung luôn. Đó. Cũng ở đây cũng rất là nhiều anh em cũng câu tôm đây. Hồ rất là rộng luôn, nhiều rất là nhiều hồ nó thông với nhau á. Mình cũng câu vòng vòng đây nè cả nhà. Hôm nay thì mình đi chung với anh Phước với anh Cường nha. Thôi nè, sủa hoài ghê quá nè. Mới cho ăn đây giờ sủa. Nè, thấy không? Thăng lắm. Thăng ăn nãy lo đó. Vậy mà sủa đó. Đó, anh Phước ngồi ở bên đó nha. Anh Cường ngồi ở trên cầu ngồi câu luôn. Thì mình ngồi ở điểm này câu nha. Rồi để mình bắt đầu câu nha cả nhà. Giờ bắt đầu câu nha cả nhà.
còn miếng nhão nè, em còn nè, đó lên bay lên bờ nè. Rồi tiếp con nữa nha cả nhà, ghép đây chờ tầm 3-4 lạng câu cũng đã. Chưa có làm cái cây gạt cho nó nha, ổng đi chỗ cái đập cây khế ngay chỗ sắp xong cây khế đầu rồi bỏ quên chỗ đó là mắc hết rồi, giờ bữa nay mua lại nha. Em cầu căng thẳng thì tôi đi về nhớ lấy nha, mình chưa quên hoài rồi. Ở đây giờ thấy rõ phao rồi, đó lên. Ồ mẹ đã ha. Dịch quậy quá. Nó bu lại quá trời luôn. Bu bu cái ăn cũng được. Em có đèn gọi nhưng mà không có đèn. Phá luôn. Trời ơi chép. Bữa nay đi trễ nên giờ mình đánh với anh Phước đánh đêm luôn nha. Đánh khoảng tầm 8-9 giờ mình về. Ở đây thì mở tới 11 giờ đêm nghỉ nha. Ở đây thì mấy anh em cũng vô câu tôm nhiều lắm, nhưng mà mình với anh Phước thì câu cá nha. Ở đây nghe nói cá tra ban đêm cá ăn nó mạnh lắm, nên mình với anh Phước bỏ lại câu thử nha, bào luôn. Rồi giờ mình tranh thủ nha, tối rồi. Bữa nay quên đem đèn nữa. Thấy bữa nay đánh mà chắc tối mà cá nó ăn nhiều quá, thấy mê nên ngồi lại đánh luôn nha. Thì thường thường là từ 5-6 giờ mình về rồi. Rồi, tranh thủ bào nha cả nhà. Rồi, cuối giờ cả nhà. Thì mình đánh tới 8 giờ mấy đêm rồi. Giờ thì hai anh em cũng đuối rồi. Giờ về nha cả nhà. Thì trước khi về thì mình sẽ quay cái cá cái thành quả bữa nay cho cả nhà xem nha. Thì cái hồ này thì 100k một ngày nha cả nhà. Cứ đánh thoải mái luôn. Rồi cá thì chủ hồ thu lại. Đây chủ yếu là chép với phi với cha nha. Thì với mè. Còn mấy loại cá khác thì mình chưa thấy. Có tôm càng, tôm sú, tôm thẻ nữa. Còn cái ao đối diện mình đó, bên đó đó thì có cua luôn nha. Rồi bên đây thì cá nhiều. Rồi để anh Phước dở lên cho các bạn xem nha. Đó, cái này thành quả của anh Phước nè. Chắc cũng tầm 4-5 kg á. Còn không. Rồi, để anh Phước lấy cái gọng của mình lên luôn. Gọng của mình anh có cỡ ra, tại cái kia nó bị mất rồi, em lấy cái bọc lên để cho đừng chạy. Đây quá trời luôn, quá trời luôn, cái này chắc cũng cỡ 6-7 kg quá. Rồi rồi bây giờ đem vô cân rồi thả lại hồ nha cả nhà. Rồi để Phước bỏ lại cũng nhiều á. Rồi để xíu nữa mình căng rồi mình sẽ quay cho bạn xem. Chờ bị cuốn đồ mình đi vô. Nhiều mười mấy ký? 12 ký. Rồi tiếng rồi đợi để cái gọng ra trừ. Bỏ vô luôn. Nhét vô lên phút. 12 ký. Rồi, bữa nay câu được 2 người 12 kg. Giờ trừ cái gọng ra chắc cũng còn 11 kg.
Rồi thì mình cũng căng cá xong rồi thì căng lại cho chủ hồ thì 1 kg 10.000 nha cả nhà. Thì bữa nay thì trừ hao thì cũng còn 10 kg, thì đóng lại chủ hồ 100.000 nha. Rồi video của Hưng xin kết thúc tại đây nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Thì cái hồ này các bạn cứ vô thoải mái nha. Thì cứ đánh hồ rất là rộng đẹp, các bạn cứ vô đánh. Thì bữa nay thì buổi chiều Hưng mới vô đánh thì nó cũng cá nó chiều nó cũng ăn cũng mạnh á, nên các bạn cứ tranh thủ rồi giấc sáng vô đánh sớm. Rồi Hưng xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Cả nhà xem video thấy hay nhớ đăng ký like ủng hộ Hưng nha. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà.